sửa rửa mặt Bồ Hòn, công ty cổ phần Thavon. Bồ Hòn có tên khoa học là Sapindus, thuộc họ Sapindaceae. Bồ Hòn là một chất giặt tẩy tự nhiên được cả thế giới săn đón và tin tưởng. Cây Bồ Hòn là cây thân gỗ, chiều cao từ 15 đến 35 mét, lá nhỏ và dài, đối nhau. Quả mọc thành chùm, quả khi non có màu xanh và chuyển màu vàng nhẹ hoặc màu đen. Bồ Hòn có ở nhiều nơi từ miền Tây Bắc cho tới vùng Tây Nguyên Việt Nam, mùa thu hoạch chính từ tháng 9 đến tháng 11. Thịt quả chứa 18% saponin. Saponin có vị đắng với đặc tính tạo bọt. Từ xa xưa, cha ông ta đã biết dùng bồ hòn như là một chất tẩy rửa. Bồ hòn có thể thay thế xà phòng giặt quần áo, thay thế dầu rửa chén bát, rửa tay, tắm giặt. Bồ hòn đã trở thành chất thay thế cho các chất tẩy sản xuất từ hóa chất, nên rất an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Tuy được gọi là xà phòng, nhưng xà phòng bồ hòn lại vô cùng lành tính với da, không gây kích ứng da, kể cả với da trẻ em. Từ các ưu điểm là xà phòng thiên nhiên, an toàn và lành tính với da, công ty cổ phần Thavon đã mạnh dạn nghiên cứu và sản xuất sữa rửa mặt bồ hòn. Sữa rửa mặt bồ hòn Thavon có nguồn gốc thiên nhiên nên không bị tác dụng bào mòn da như các loại sữa rửa mặt có thành phần hóa chất, phù hợp với da nhạy cảm. Sữa rửa mặt bồ hòn tẩy nhẹ và sâu, giúp da tươi khỏe và sáng rực rỡ, làm mờ vết nám do có bổ sung vitamin C, vitamin B3. Ngoài ra, nước cất hoa oải hương cũng giúp se khít lỗ chân lông, kháng khuẩn, hỗ trợ trị mụn. Sau khi rửa mặt cho da cảm giác mềm, sạch, dễ chịu, không kích ứng, không mẩn ngứa, khô ráp. Hướng dẫn sử dụng: làm ướt mặt, xịt bọt sữa rửa mặt vào lòng bàn tay, massage bọt nhẹ nhàng lên mặt, rửa sạch lại với nước. Sản phẩm sản xuất tại nhà máy sản xuất mỹ phẩm Thavon, nhà máy sản xuất mỹ phẩm đã được cấp chứng nhận CGMP ASEAN.